Hey, xin chào các bạn. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái tool ở trong Laravel. Đó, nó sẽ không liên quan quá nhiều đến kiến thức hay là những cái concept ở trong Laravel. Mà trong video này tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cái công cụ khá là hữu ích mà chúng ta sử dụng trong Laravel để chúng ta có thể kiểm tra những cái kết quả hoặc là để chúng ta có thể truy vấn dữ liệu mà sử dụng được chính những cái model hay là những cái service hay bất kỳ những cái class nào mà các bạn tạo ra ở trên Laravel thì đó là gì? Thì công cụ mà tôi giới thiệu cho bạn ngày hôm nay nó chính là Kinker. Thì có lẽ là nhiều bạn đã nghe đến cái tên này rồi và thậm chí là các bạn đã dùng rồi. Tuy nhiên thì trong quá trình làm việc thì mình lại thấy rất ít người dùng công cụ này. Mình không hiểu vì sao. Thực tế thì mình thấy nó rất hữu ích và nó cực kỳ là hiệu quả. Bởi vì sao? Thì công cụ này thì mặc định Laravel nó đã có ở trong cái thư viện của mình rồi. Đó có nghĩa là khi các bạn cài Laravel lên là đã có sẵn rồi. Đây các bạn thấy nó nằm trong require. Đó. Thì nó dùng như thế nào thì cực kỳ đơn giản. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây, để sử dụng nó các bạn chỉ cần chạy Kinker lên thôi. Đó, chạy Kinker lên như thế này. Và tôi giả sử là ở đây của tôi có các model. Các bạn có thể nhìn thấy thông qua các model này. Đó, chính là cái project của khóa Laravel Vue đang học. Đây. Thì các bạn sẽ thấy phần model như thế này. Ok chưa? Và tôi có các bảng tương ứng với các model này. Đó. Được chưa? Tôi giả sử bây giờ tôi muốn thực hiện các query giống như các bạn xử lý dữ liệu ở trong service hay là xử lý dữ liệu ở trong thằng controller hay là trong thằng model hay là trong service các bạn lấy dữ liệu ra như thế nào. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Kinker để chúng ta có thể kiểm tra những cái kết quả trước khi chúng ta chạy thật đó, hoặc là chúng ta có thể kiểm tra dữ liệu đó, nó phục vụ cho các bạn làm report khá là nhanh hay là debug các thứ khá là hiệu quả. Đó, ví dụ tôi muốn lấy ra xam chẳng hạn thì lúc này tôi dùng ORM như thế này để ôn hoặc là tự cao xem là trong bảng xam của tôi đang có bao nhiêu dữ liệu. Đó, các bạn thấy nó chạy luôn như thế này, trả về được kết quả. Hay là tôi muốn lấy ra xam đầu tiên này, đó, và tôi gắn vào một cái miếng thực ra. Thì đây tôi sẽ đi demo thôi những cái ORM, những cái method ORM đối với từng cái model. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi làm ở đây. Thì mấy cái này thì tôi không phải giải thích nữa bởi vì là các bạn đã nắm được rồi. Tôi chỉ muốn đi thực hiện một vài cái để các bạn thấy cái tính hữu ích của thằng Kinker này để các bạn áp dụng vào nó. Ví dụ tôi muốn là tôi lấy ra cái exam 1 và tôi muốn xem là cái exam này nó đang có bao nhiêu question. Đó, thì chúng ta có thể xem như thế này. Đó, kiểu như vậy. Đó, thậm chí là trong đây chúng ta có thể test là query tiếp. Ví dụ tôi muốn lấy ra những cái question có ID bằng 52 thôi. Giả sử như vậy. Đây, thì tôi test ra. Đó, khá là hữu ích. Ok chưa? Và chúng ta có thể test được rất nhiều thứ. Ví dụ sau khi ghép xong thì tôi sẽ flag. Tôi chỉ lấy ra content thôi. Giả sử như vậy. Và chúng ta lại lấy ra như thế này. Đó, nó kiểu như vậy. Hay là tôi hoàn toàn có thể lấy ra cái question đó, với ID là bao nhiêu đó. Ví dụ tôi lấy question với ID là 1. Đó, không có. ID là 10 cũng không có. Question với ID là một con số cụ thể là lấy, hay tôi lấy ra cái cuối cùng. Đây, như thế này. Và tôi confirm thì tôi sẽ lấy ra cái question cuối cùng. Đây, là xử lý vậy. Và từ question này thì tôi sẽ làm gì? Từ question này tôi muốn xem là question này đang nằm trong phút xa nào hay không. Thì tôi sẽ xem là phút xa như thế này. Đó, thì nó đang không thuộc phút xa nào. Và tôi xem câu trả lời của question này. Đó, thì chúng ta xem như thế này. Đây. Ok chưa? Phút xa của nó số nhiều, câu hỏi thuộc nhiều câu trả lời. Đây, thì cũng không có. Kiểu như vậy. Và trên đây các bạn có thể đi thực hiện những công việc, ví dụ như A bằng 2, A bằng 1 này, B bằng 2, nó khá hữu ích. Các bạn thực hiện một cái so sánh là A khác B
để kiểu như vậy để xem test dữ liệu xem sử dụng những câu này như đó là một mà có khoảng trắng như thế này kết quả nó sẽ xóa khoảng trắng đi kiểu kiểu như vậy. Thì đối với tin cơ này nó sẽ cho phép chúng ta chạy tất cả mọi thứ giống như các bạn chạy khi các bạn run nó ở trên web kiểu như vậy, được chưa? Thì đây là một công cụ khá là hữu ích mà mình muốn các bạn sử dụng. Thì để sử dụng nó thì các bạn không phải làm gì cả, sau khi cài đăng veo xong các bạn hoàn toàn dùng được nó rồi, bởi vì nó đã tích hợp, đây mình đang dùng đăng veo 7 nên là nó tích hợp cái bản tin cơ 2.0 đó. Các bạn chỉ cần chạy cái Artisan như thế này, Artisan tin cơ đó, là các bạn có thể thực hiện mọi thứ ở trong này rồi, kiểu kiểu như vậy đó. Ví dụ tôi muốn lấy ra cái result, result tôi xem là này đang có bao nhiêu dữ liệu, nó có 2 cái chẳng hạn như vậy. Thì tôi muốn xem user có bao nhiêu user trong cái database này, 500 user. Hay là question thì hiện tại đang có bao nhiêu câu hỏi, ngân hàng câu hỏi đó, hơn 900 cho cái project đang làm đó, kiểu kiểu như vậy, nó khá là dễ dùng. Và các bạn muốn sử dụng một cái service, giả sử trong đây tôi có một cái service là đây, service này, đây giả sử một service rất đơn giản như thế này thôi, đây tôi lấy file 3 thì các bạn dùng nó cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần gọi cái gì class đó, chúng ta đã khởi tạo được một cái object service và chúng ta gọi vào ví dụ như file by id như thế này, truyền cái id của exam bằng một, và các bạn lấy ra được kết quả như thế này đó. Thì nó giúp chúng ta test dữ liệu trước hoặc là muốn xem cái kết quả mà các bạn muốn xem ở dưới màn hình này, để các bạn đỡ phải chạy mỗi lần chạy web lên rồi debug các thứ thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Các bạn hoàn toàn sẽ dùng sử dụng cái cơ này để các bạn làm đó. Thì đây là một vài cái hữu ích mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn, thì các bạn hãy thử nó trên máy của mình và thực hiện những câu lệnh mà các bạn muốn, tất cả câu lệnh các bạn muốn nhé, không phải chỉ ORM hay ví dụ như cái query chọn như thế này thì chúng ta hoàn toàn phải làm được. Tôi đề một số dữ liệu question gì chẳng hạn, thì đó kết quả không khác gì cả, ok chưa? Đó thì đây là, hay là các bạn hoàn toàn có thể ghi log chẳng hạn, log dữ liệu là cái gì đó thì các bạn hoàn toàn có thể làm được, không vấn đề gì cả, ok chứ? Thì mình thấy công cụ này nó khá là hữu ích và nó giúp cho mình rất nhiều trong quá trình mình debug hoặc là kiểm tra dữ liệu. Kiểm tra dữ liệu mà có những trường hợp chúng ta không thể vào product được hay không thể vào màn hình các thứ được, chúng ta có thể thử ở đây trước kiểu như vậy, để xem những kết quả, để đưa ra những cái case chúng ta lường trước được trước khi code, giả sử như vậy đó. Thì mình rất hay dùng thằng này đó. Ngoài ra thì Lambda nó cung cấp cho chúng ta một cái gọi là tin cơ server đó, có nghĩa là cái này thì mình đang không cài ở đây, bởi vì tin cơ server thì chúng ta cài vào thì nó còn hay hơn rất nhiều. Thì mình sẽ làm cái tin cơ server ở cái video sau để giới thiệu cho các bạn, nó hay hơn thằng tin cơ client thì rất nhiều đó. Các bạn hãy thử nó và hãy dùng tin cơ nhiều hơn, mình khẳng định là sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong quá trình các bạn phát triển dự án đó. Thì video này mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Các bạn có bất kỳ một câu hỏi, có bất kỳ một thông tin gì các bạn cần thì các bạn có thể comment xuống cái video này để chúng ta có thể thảo luận. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.